Anh thanh niên này có lẽ là người đen đủi nhất mà tôi từng biết. Trong lúc đứng dậy, hậu đậu tông vào mui xe. Đang chuẩn bị xuống xe thì cô gái phía trước quét mãi không xong cái thẻ. Anh định xuống bằng cửa trước nhưng cánh cửa đã đóng lại. Khi quay ra cửa sau thì nó cũng đã đóng lại. Nên anh đành chờ ghé trạm sau. Lúc xuống xe trời vẫn đổ mưa to. Đang loay hoay thì thấy một chiếc ô. Cứ nghĩ thần may mắn độ. Nhưng anh đã vui mừng quá sớm vì có một cơn gió thổi tới làm chiếc ô tan tành. Rồi anh định làm một điếu cho ấm người. Nhưng bật lửa lại không cháy. Bất ngờ bị nước mưa đọng trên máy đổ xuống ướt như chuột lột. Làm anh ta vô cùng tức giận. Sau đó anh đến gặp bác sĩ tâm lý Han Jin Jo-un, anh nói hết những biểu hiện của bản thân. Và bác sĩ chuẩn đoán đó là căn bệnh rối loạn cơn giận sang chấn thương. Khi nhìn thấy tay anh bị thương, bác sĩ ngạc nhiên hỏi nguyên nhân. Rồi anh kể lại, lúc đi trên đường bất cẩn chân nọ đá chân kia làm rơi chiếc dép, chợt thấy có cô gái đi đến. Nên anh đã nhờ đá chiếc dép tới chỗ anh dùng, nhưng cô gái có lẽ bẩm sinh là cầu thủ nên đá một phát làm nó văng ra xa hơn, sau đó vào trong tòa nhà. Trong lúc xếp chiếc ô, anh đã làm tay mình bị thương nên đã trút giận lên chiếc ô rồi hùng hổ đi về phía thang máy. Còn cô gái thấy người đàn ông hùng hổ tiến về phía mình, nghĩ anh ta muốn báo thù nên vội chạy vào thang máy, nhưng anh ta cũng đuổi kịp. Cứ nghĩ người đàn ông này có ý đồ xấu với mình nên cô đã dùng ô đánh liên tục vào người anh, dù rất điên tiết nhưng là đàn ông sao có thể đánh phụ nữ. Chỉ đành đấm nhiều nhát vào bức tường và hai tay đã thành ra như thế. Thật trùng hợp, ngay sau đó cô gái ấy cũng đến gặp bác sĩ Han. Cô là Lee Min Kyun. Tới giờ cô vẫn còn run sợ, rồi hỏi bác sĩ nhìn cô có giống bị điên không. Cô cố ý làm vậy để mọi người tránh xa. Nhưng cô lại gặp một tên điên. Sau khi nghe cô nói, bác sĩ chẩn đoán cô bị rối loạn căng thẳng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau đó cô đến cửa hàng tiện lợi và đã thấy anh ta đang ngồi ăn xúc xích. Sau khi tính tiền, cô nói nhỏ với nhân viên thu ngân: hãy cẩn thận với người đàn ông đó. Xong cô liền chạy đi. Còn anh ta khi đổ nước sôi vào ly mì thì tìm mãi không thấy gói dầu nên đến đổi lại ly khác. Nhân viên thu ngân xin lỗi vì sản phẩm đã mở nên không thể đổi hay hoàn trả. Anh biết việc đó, nhưng không có gói dầu nó rất nhạt nhẽo không ăn được. Lúc này cô nhân viên liền bật ghi âm và bảo anh vui lòng liên hệ nhà sản xuất, nhưng anh không đồng ý vì đã mua ở đây. Cô nhân viên liền dọa nếu còn tiếp tục thì sẽ báo cảnh sát. Không còn cách nào, anh ta đành về lại chỗ ngồi và húp sạch sành sanh ly mì. Không hề phát hiện gói dầu dính dưới đáy ly. Sau khi ăn hết ly mì, bụng của anh bắt đầu đánh trống, nên đi đến chỗ cô nhân viên xin đi nhờ nhà vệ sinh, nhưng cô nhân viên thẳng thừng từ chối, còn dọa báo cảnh sát. Giờ chỉ còn biết nhanh chóng quay về nhà, tình cờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau, cô gái cứ nghĩ anh lại có ý đồ xấu nên cấm đầu bỏ chạy. Tăng tốc nhanh vào thang máy, thành công đóng cửa lại trước khi anh ta chạy đến, còn anh ta đành cố gắng chạy lên bằng thang bộ, nhưng cô gái không ngờ là anh ta lại chạy nhanh như vậy. Cô cuốn cuồng mở cửa lao vào nhà chốt khóa lại, còn anh ta vừa vào nhà đã xông thẳng đến nhà vệ sinh, cuống cuồng mở cửa thì thấy bố đang ngồi bên trong. Sắp không chịu nổi nên anh bảo bố mau ra ngoài. Khi bố vừa bước ra thì anh liền bay vào bên trong, nhưng vì nghĩ anh hỗn xược nên bố đã túm áo kéo anh ra để dạy bảo. Anh lúc này mồ hôi đầm đìa, không đứng nổi nữa nên đã quỵ xuống đất và chuyện gì đến nó đến, mọi thứ bên trong đã trào ra. Sau đó anh bảo mẹ hãy để anh làm. Nhưng mẹ nói lúc anh còn nhỏ mẹ cũng toàn làm thế này. Rồi nhắc khi còn nhỏ anh hồn nhiên biết bao, nhưng bố anh thì cho rằng nhớ lại lúc đó mà ớn lạnh. Rồi mẹ anh nhớ ra mục đích qua đây là tìm một cô gái hợp tuổi với anh theo lời của thầy bói, nhưng anh không quan tâm và đã cằn nhằn lại mẹ. Nói mẹ đừng giặt đồ nữa và lần sau không cần phải đem đồ ăn tới, ra ngoài ăn cũng được, không cần phải vất vả như thế. Nhưng điều này lại chọc giận bố, nếu mày hiếu thảo như thế thì đừng chìa tay xin tiền để mua nhà vì sắp kết hôn, rốt cuộc lại hủy hôn trước ngày cưới một tuần. Mày bôi cho chết chấu vào mặt bố mẹ. Nghe vậy anh buồn bã bỏ đi ra ngoài. Trong lúc ngâm nước nóng để xả xui thì anh nhớ ra cô gái điên đó là hàng xóm, nếu gặp lại anh sẽ tính cả vốn lẫn lời. Còn cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm về, cô đã gặp một tên biến thái. Đang lúc cầm điện thoại, cô đã chụp được hắn ta. Thấy vậy hắn ta lao tới định giật điện thoại, rồi cả hai giằng co. Lúc này cô gái hét lên kêu cứu làm hắn ta bỏ chạy. Trong khi đó Lee Min Kyun đang đi vứt rác thì thấy có chú cún đi lạc. Vì muốn giúp nó tìm chủ nên đã đuổi theo đến hầm gửi xe. Lúc tìm được nó thì cô cảm nhận có gì đó không ổn. Khi quay sang thì nhìn thấy người đàn ông hôm qua. Trên chân còn đeo còng chân điện tử, thấy anh ta hung hãn đi tới. Cô vội chạy đến trước camera cầu cứu, thấy không hiệu quả cô quay sang camera hành trình của chiếc ô tô. Nhanh nhão phóng lên xe và la hét kêu cứu. Mà chiếc xe này là xế hộp yêu quý của anh, nhìn nó sắp bị tàn phá anh phát điên gào thét. Sau đó cả hai kéo nhau đến đồn cảnh sát. Hyo trình bày đã bị Kyun đánh khắp người, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản người khác. Kyun không phản bác gì mà đã thừa nhận, nên anh chắc chắn cô đã thèm ăn cơm tù, vì với hai tội danh này thì ít nhất phải 8 năm tù giam.
Ki-un bắt đầu phản pháo. Vì ngày nào anh cũng bám đuôi, rồi tán tỉnh và uy hiếp cô, thậm chí còn cố hành hung, Hyo ra dấu rằng cô ta bị thần kinh. Vô cớ bịa chuyện vớ vẩn, Ki-un còn tố Hyo là tội phạm tình dục vì đeo vòng chân điện tử. Khi cảnh sát kiểm tra thì anh ta cười to. Vì đó là chìa khóa tủ phòng tắm hơi vì không để ý nên đã mang đi. Ki-un nói anh là tội phạm truy nã khi anh trợn mắt trông rất giống. Lúc này cảnh sát mệt mỏi lên tiếng, cả hai là hàng xóm của nhau có vẻ đây là sự hiểu lầm. Hãy xin lỗi nhau và kết thúc ở đây. Lúc này đồng nghiệp thấy anh nên gọi thanh tra Hyo, làm Ki-un ngây người. Sau đó anh được biết đồng nghiệp có việc hợp tác điều tra ở đây. Rồi anh hỏi thăm tình trạng của thanh tra Woo-jin, anh ta đã đỡ nhiều chỉ có điều khó đến hiện trường làm việc. Woo-jin sẽ không trách anh nên hãy đến thăm cậu ta. Lúc này cảnh sát trưởng cũng đi đến hỏi anh mất trí hay sao, trong khi đã bị sa thải rồi còn vác mặt đến sở làm gì, sao lại đánh người rồi tạo ra một đống rắc rối như vậy. Nhưng Hyo cũng vì muốn bắt tên tội phạm ma túy đó, càng nói cảnh sát trưởng càng tức, không biết mặt mũi tên tội phạm mà lại đi bắt người. Rồi Hyo bật khóc vì lúc này tâm trạng cứ lên xuống thất thường, giống như bị tâm thần, trong khi Ki-un đứng cạnh đó đã nghe thấy hết mọi chuyện. Rồi Hyo tạm biệt hai đồng nghiệp, đồng thời muốn Ki-un cho số điện thoại, cô nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Anh giải thích, chỉ muốn biết số của cô để tiện trao đổi tiền đền bù, chứ nhìn cô cài hoa lên tóc là nghi rồi. Nhưng điên cũng phải có mức độ, và mong cô sau này hãy tránh xa ra vì anh mắc chứng mất kiểm soát cơn giận, nếu đụng tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đã dọa không đúng người, cô ta bắt đầu khiêu khích anh, nói cũng vì chứng bệnh đó nên mới bị hủy hôn rồi cô bỏ đi. Cũng may có hai anh đồng nghiệp đã ngăn lại nên mọi chuyện vẫn bình yên. Trong lúc Ki-un đang chụp những tên tội phạm thì Hyo đi đến và cô đã chụp luôn anh vì anh đã đe dọa cô. Nếu xảy ra chuyện thì đây là chứng cứ để tố cáo anh. Thấy vậy anh cũng đã quay video làm chứng cứ cô vi phạm quyền riêng tư. Ngay lập tức Ki-un giật lấy điện thoại và ném đi. Rất may không phải điện thoại giỏm nên vẫn còn sử dụng được. Rồi cả hai cùng đi về nhà và vẫn là ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho nhau. Vào nhà Hyo nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh. Vì đợi mãi không thấy nên bố mẹ không chờ mà về trước. Hyo vừa ăn vừa khóc vì cảm thấy thật bất hiếu. Hôm sau anh đến gặp bác sĩ để tái khám. Bác sĩ thấy vẻ mặt anh khổ sở, nghỉ hệ tiêu hóa phản ứng với thuốc nên muốn cho loại thuốc nhẹ hơn. Nhưng anh muốn loại nào thật mạnh? Loại gây mê, hay uống vào ngất luôn cũng được. Làm bác sĩ không nhịn được cười, anh giải thích vẫn còn tức giận nhiều lắm. Bác sĩ khuyên thật ra ai cũng nổi giận, đó là cảm xúc tự nhiên nén cơn giận không phải cách tốt nhất, nên hãy nổi giận một cách khôn ngoan. Phải nhận thức rõ đối tượng và lý do làm cho mình giận, rồi muốn anh kể lại chuyện làm anh giận trước đây, đó là một ngày mưa tầm tã. Hyo cùng đồng đội theo dõi kẻ buôn ma túy, lúc này có chiếc ô tô đi ngược chiều ngang qua, khi nhìn bảng số xe thì biết đúng là hắn ta. Khi chuẩn bị hành động thì cấp trên gọi đến ra lệnh rút lui, vì không có lệnh bắt, nhưng Hyo đã trái lệnh và cùng đồng đội tiến vào quán bar. Anh kiểm tra từng phòng nhưng không thấy gì, sau đó đã thấy một kẻ tình nghi bỏ chạy, trong lúc đuổi theo anh tông vào người khác làm kẻ tình nghi chạy thoát. Sau đó anh lục lọi kiểm tra và đã tìm được chứng cứ, nhưng bất ngờ bị tấn công từ phía sau nên bị thương. Ngay sau đó đồng đội Woo-jin cũng chạy tới, nhưng đã bị hắn ta đánh trọng thương. Anh cố đứng dậy lao vào xô sát cùng hắn ta, lúc này cảnh sát điều tra mại dâm cũng có mặt và đã ập vào bắt trọn ổ. Cả Hyo và đồng đội cũng bị bắt, làm cảnh sát trưởng tức giận không nói nên lời. Còn Hyo bị buộc tội buôn bán dâm nên anh không thừa nhận vì đến đó để bắt một tên buôn ma túy, nhưng cảnh sát cho biết không thấy người và vật chứng đâu cả. Lệnh bắt giữ cũng không có, ngược lại chủ quán tố anh mua vui với dịch vụ đặc biệt, cộng thêm việc hành hung người nên đã bị cách chức. Tuy Hyo thoát khỏi cáo buộc mua bán dâm, nhưng bị liệt kê tổng cộng hơn 10 lý do để kỷ luật. Sau đó bác sĩ muốn anh né tránh những tình huống và đối tượng chọc giận thì sẽ tốt cho anh. Khi đi xuống nhìn thấy Ki-un anh đã cố né tránh, tính tiền xong thì không thấy Ki-un đâu nữa làm anh thấy vui, nhưng ra tới cửa thì chạm mặt. Nói với nhau chưa được vài câu thì bắt đầu gây gỗ, nhờ bác sĩ gọi cô vào nên mới được bình yên. Sau đó anh đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và đã gặp anh cảnh sát hôm trước. Sau khi hỏi anh mới biết cô nhân viên đã gặp tên biến thái. Sau khi dặn dò cô gái thì cả hai rời đi. Khi chuẩn bị vào thang máy thì cả hai lại gặp nhau. Miễn cưỡng lắm hai người mới đi chung. Và kể từ đó mỗi khi nhìn thấy cô là anh luôn tìm cách né tránh. Kể cả tới phòng khám anh cũng không muốn chạm mặt cô. Tối đến trong lúc đang ăn ở công viên thì Ki-un xuất hiện. Chú cún muốn xin anh một ít thức ăn nhưng Ki-un không cho vì bẩn. Ăn nó sẽ béo rồi chết vì bệnh. Anh không nói gì mà cho chú cún một miếng, rồi anh thắc mắc vì thấy cô rất rảnh rỗi, ngoài việc điều trị thì lượn quanh khu phố. Và thừa nhận anh cũng không khác gì, sau đó anh nói đến việc bồi thường tiền sửa xe, nhưng vì là hàng xóm nên anh sẽ giảm bớt tiền với một điều kiện. Ki-un tò mò muốn biết là điều kiện gì, thì anh cho biết đó là đổi chỗ khám bệnh và chú ý đừng chạm mặt anh, vì trong quá trình điều trị phải tránh xa thứ gây ức chế. Nhưng cô muốn anh mới là người biến đi, anh thừa nhận bản thân cũng muốn đi lắm,
nhưng khổ nỗi chỉ có chỗ đó là bác sĩ nữ. Anh có thể khống chế cơn tức giận trước mặt cô ấy, vì đàn ông không đánh phụ nữ, cô còn bình yên đến giờ là đủ hiểu. Và cô đã nói anh là đồ điên, giờ không thể ăn nổi nữa anh đứng bật dậy, lớn tiếng nói cô điên khùng nhất khu này. Cô cũng không chịu thua liền lấy điện thoại ra ghi âm làm anh cứng họng. Dù rất bực bội nhưng anh không thèm tính toán với cô nữa, giờ là chiến tranh. Chấm dứt thỏa thuận và muốn cô bán hết mọi thứ để chuẩn bị tiền bồi thường. Nhưng với Ki-un thì đây là chứng cứ tống tiền. Rồi bình thản bỏ đi, về nhà khi vào kết nối Wi-Fi thì thấy của anh hàng xóm ghi con điên cài hoa trên đầu căn hộ 506. Và anh cũng nhận lời đáp trả. Khi thấy Wi-Fi của cô hàng xóm là thằng điên rối loạn cơn giận căn hộ 507, Ki-un cười đắc ý rồi bắt đầu học tiếng Mông Cổ. Khi học đến câu làm ơn cứu tôi thì suy nghĩ một lúc rồi khóc. Sau đó cô trải qua một giấc mơ, đã bị người đàn ông đuổi theo làm cô rất kinh hãi. Rồi cô thức giấc, che mũi chạy ra mở các cánh cửa vì nghĩ có khí ga dò gì, nhưng xem lại thì tất cả van đều đóng. Đó chỉ là tiếng gọi bên ngoài của một bà lão, kêu cứu vì có hỏa hoạn nhưng chẳng ai quan tâm, còn Ki-un lại tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Sau đó cô đến gặp bác sĩ, Ki-un lo lắng vì sợ khí ga dò gì hay ống dẫn ga bị thủng. Bác sĩ khuyên cô hãy tin vào bản thân, cô là người chú ý đến an toàn và khứu giác rất nhạy bén, cộng thêm việc kiểm tra van cẩn thận, nên nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, hãy tin tưởng bản thân. Rồi bác sĩ muốn biết ký ức đau khổ nhất của cô là gì. Với Ki-un, ký ức đau khổ nhất cũng là ký ức hạnh phúc nhất. Người đàn ông đó luôn ở bên cạnh che chở cho cô. Cô cười rất nhiều vì luôn được yêu thương. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó không chịu ra khỏi tâm trí cô, mà ở lại hành hạ làm cô không còn tin vào mình nữa. Bác sĩ muốn biết cô có còn nhớ tới người ấy. Và Ki-un luôn mong người ấy phải chật vật van xin để được sống. Và cuối cùng ra đi theo cách đau đớn nhất. Lúc này phía cảnh sát đưa ra cảnh báo, có một tên biến thái đang ở quanh khu chung cư. Hãy cẩn thận và báo cảnh sát nếu phát hiện ra hắn ta. Còn Hyo đang nằm ngủ thì bị mọi người bên ngoài gõ cửa làm phiền. Đó là ba bà thím của hội phụ nữ, những người luôn lo đời sống sinh hoạt cho khu chung cư vì biết trước đây anh là cảnh sát nên muốn nhờ anh đi tuần với hội phụ nữ để phòng tội phạm. Từ chối mãi không được nên miễn cưỡng nhận lời, rồi mấy chị quay sang Ki-un, nhắc cô nếu nuôi cún ở chung cư thì phải báo với phòng quản lý. Rồi cả ba rời đi, tối đến anh họp mặt cùng mọi người, lúc đi tuần đã nhìn thấy Ki-un đang ngồi ăn tối, cả hai lại ra dấu châm chọc nhau. Rồi anh bỏ đi, còn Ki-un trong khi đang ăn thì đồng nghiệp cũ đến chào hỏi. Cô gái rất lễ phép với Ki-un vì trước đây cô ta là cấp dưới. Nhưng khi Ki-un vừa rời đi thì cô gái đó tám cùng các bạn, nói Ki-un là trợ lý của công ty, vì hẹn hò với đàn ông đã có vợ nên bị sa thải. Nhìn chị ta cao quý thanh tao rất biết điều, nhưng lại làm chuyện nhục nhã đó, là một người phụ nữ đáng sợ. Phá hoại gia đình người khác, định kết hôn với người đàn ông đã có vợ, đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, làm Ki-un rơi nước mắt. Nhưng mọi người đâu biết nỗi khổ của cô đã gặp vợ của tên sở khanh đó. Chị ta khen Ki-un rất xinh đẹp lại làm ở một công ty tốt, nhưng sao lại đi làm tiểu tam, cho rằng Ki-un vì nhà lầu xe hơi nên mới bám lấy chồng cô ta. Lúc này Ki-un mới biết tên khốn xê ho lừa cô, vì nói đã ly hôn với vợ. Sau đó chị ta đổ ly cà phê lên người Ki-un, nói cô là loại phụ nữ thấp kém. Rồi xê ho đã gọi nhưng Ki-un không bắt máy, nên anh ta đã đến tận chỗ làm để giải thích với cô. Anh muốn Ki-un đừng tin lời cô vợ điên đó. Bất kể người phụ nữ đó nói gì chỉ cần tin lời anh thôi. Nhưng cô không còn tin anh ta nổi nữa, vì anh vẫn chưa ly hôn và chỉ là một tên sở khanh bám váy vợ. Chứ anh chẳng có gì cả. Se-ho mỉa mai có phải vì anh trắng tay nên cô muốn trở mặt, đó cũng là điều mà Ki-un muốn nói. Việc Se-ho trắng tay còn tệ hơn việc anh đã có vợ, rồi cô đứng dậy bỏ đi. Sau đó Se-ho đã gửi những video trong lúc hai người yêu thương bên nhau và bắt Ki-un phải đi theo anh ta. Cô xin anh hãy xóa những video đó đi, nhưng anh ta không quan tâm và vì bị cô xem thường. Cứ nhớ đến những chuyện đó làm Ki-un phát nôn. Còn Hyo cùng chị hội trưởng đưa cô gái ở cửa hàng tiện lợi đi về. Cô gái đưa hình đã chụp cho chị hội trưởng xem, nhìn xong muốn nổ con mắt. Còn Hyo xem xong bảo cô gái nên xóa đi. Ngay lúc đó có người gọi đến bảo đã bắt được tên biến thái đó rồi. Khi cô gái xem cả gương mặt và chiều cao đều khác hoàn toàn, và anh thanh niên cho biết cũng là người sống trong khu này, đang đứng trước nhà thì bị bắt lại. Khi mọi người nhìn kỹ thì cũng nhận ra anh ta có điều ăn mặc thật lố bịch. Anh ta không thèm giải thích mà bỏ đi. Mọi người muốn báo cảnh sát vì đã có nhiều trường hợp giả gái vào nhà vệ sinh nữ quay lén cũng như giở trò đồi bại, nhưng Hyo cho biết muốn trị tội ai phải chứng minh được người đó làm tổn hại đến người khác. Cậu ta chỉ mặc quần áo phụ nữ và trang điểm chứ có làm hại ai đâu. Sau đó cùng mọi người đưa cô gái về. Khi anh về đến nhà thì thấy Ki-un gọi in ỏi, vừa thấy anh cô khóc lóc van xin nhờ giúp đỡ vì quên đóng chặt cửa nên cún con đã chạy mất, nên cô mong anh tìm giúp. Nhưng anh cho rằng nó chỉ chạy quanh đâu đó rồi sẽ về, với lại nó còn sủa và muốn cắn anh nên đã từ chối.
Lúc này Ki-un nhớ lại lời anh nói, từ giờ là chiến tranh, và cho rằng anh đã làm để trả thù, có cả chứng cứ chứng minh anh tống tiền. Bắt anh phải tìm lại cún con cho cô, Hyo than vãn mình không có làm, rồi đưa chứng cứ ngoại phạm mà anh đã đi tuần tra cả đêm. Thấy vậy Ki-un khóc lóc van xin, nếu anh giúp cô sẽ chuyển phòng khám và làm những gì anh sai bảo, sẽ tránh mặt nếu gặp anh trên đường. Nhưng hiện tại anh rất mệt muốn được nghỉ ngơi nên chắc không giúp được cô. Khi anh vừa quay đi cô liền nói, mui xe, kính chiếu hậu, cửa xe dù sao cũng phải bồi thường. Hyo gọi theo hỏi mấy thứ ấy thế nào, rồi linh cảm có điều không tốt sắp xảy ra. Thấy có vẻ không ổn nên chạy theo, rồi đồng ý giúp cô. Cả hai đến phòng bảo vệ của tòa chung cư, vì Hyo là cảnh sát nên muốn xem toàn bộ camera thì không vấn đề gì. Sau một lúc thì cũng đã thấy được thủ phạm, cả hai chạy ra ngoài bắt lại chú cún từ hai đứa trẻ. Ki-un la hét làm hai đứa nhỏ hoảng sợ nên bật khóc. Rồi cô bỏ đi để lại Hyo cuốn cuồng dỗ dành. Thấy vậy cô đã đi mua kẹo cho hai đứa. Rồi cô muốn biết sao hai đứa lại làm vậy. Hai đứa nhỏ hồn nhiên giải thích. Muốn nựng nó nhưng tại bà cô không cho. Nhưng cô bảo làm theo ý mình như thế là không được. Cô cho kẹo vì cảm thấy có lỗi khi làm hai đứa sợ. Đổi lại về nhà không được mách với mẹ. Sau đó cô cũng có quà cho Hyo. Còn anh nhắc cô về lời hứa khi nãy. Nhưng Ki-un chỉ muốn đổi lịch khám chứ không đổi bệnh viện. Còn những chuyện khác thì sẽ giữ lời, rồi anh tò mò muốn biết cô định nuôi chú cún luôn hay sao, cô cũng xác nhận điều đó. Anh cũng nghĩ cô làm vậy là đúng, vì nó rất hợp với cô. Ki-un nỗi nóng định ăn thua đủ nhưng nhớ lại lời hứa nên thôi, cô giải thích người yêu động vật chẳng ai xấu cả. Và được anh cho biết Hitler cũng rất yêu thích động vật, lúc này Ki-un thắc mắc sao anh cứ bắt chuyện hoài, hay tại vì cô đẹp. Làm Hyo cười to, nhắc bọn trẻ đã gọi là bà cô thì cũng đủ hiểu, nhưng Ki-un cho rằng bọn trẻ danh ma đã cố tình chọc tức cô. Rồi Hyo nhận xét, cô cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn, căng mắt ra xôi thì thấy cũng tạm tạm, nên đừng quá đề cao bản thân. Sau đó Hyo vào thang máy trước một mình, anh rất vui vẻ vì được thoải mái, còn Ki-un thì lại lo lắng, linh cảm như có người đang theo dõi. Hôm sau Ki-un đến phòng bảo vệ đăng ký nuôi cún và đặt tên là Ho-vi, sau đó cô nói lại với bác sĩ. Bác sĩ thấy rất tốt vì giao tiếp với thú nuôi, sẽ giúp cô ổn định tâm lý rất có ích trong việc điều trị. Rồi cô hỏi nếu nuôi cún to, loại hay sủa ầm ĩ thì sao? Bác sĩ không chắc vì rất khó để nuôi loại như thế ở chung cư và nó có thể sẽ làm trở ngại tới việc ổn định tâm lý, hơi nguy hiểm cho cô. Nhưng Ki-un cho biết loại này không bao giờ cắn phụ nữ, làm bác sĩ ngạc nhiên. Trong khi đó Hyo đang tập yoga theo hướng dẫn trong video thì bên ngoài có người gõ cửa kêu ầm ĩ. Đó là bà chị bên hội phụ nữ. Chị ấy nhờ anh hôm nay đi tuần tra khu phố, nhưng anh đã từ chối vì phải đi thăm đồng nghiệp Ujin. Đúng lúc này anh nhận được bưu kiện, nhưng khi mở ra xem thì đó là súng bắn điện, chứ không phải máy cạo râu, xem lại địa chỉ mới biết là của cô hàng xóm. Sau đó anh đã đưa cho cô, rồi nói thứ này vào tay cô thì sẽ có người vô tội bị thương ngay. Rồi anh đến bệnh viện, thấy Ujin vẫn còn đau đớn điều trị nên anh không có can đảm vào thăm. Đồng nghiệp Jongda cho biết bị thương đã khổ, giờ cậu ấy lại lo lắng về viện phí và điều trị phục hồi. Hyo thắc mắc bị thương khi làm nhiệm vụ sao lại không có bảo hiểm. Nhưng hôm đó đâu ai nghĩ ba người đến đó làm việc. Hyo trách móc bản thân đáng lẽ không nên dẫn Ujin đến đó. Nhưng Jongda an ủi đó không phải lỗi do anh. Cũng tại tên giang khốn kiếp đó, rồi Hyo muốn biết tin tức về hắn ta, thì Jongda cho biết bây giờ hắn bán hàng trên ứng dụng chat. Về nhà Hyo tạo một nick ảo tên công chúa băng, rồi thử vào trò chuyện với vài người nhưng không phải hắn. Định bỏ cuộc thì có người nhắn tin, hắn ta còn cho xem hàng và hẹn 8 giờ tối gặp nhau. Giờ lại rắc rối vì phải gặp hắn ta với bộ dạng phụ nữ. Sau đó anh nhớ ra và đi tìm người thanh niên giả gái đã gặp hôm trước. Cậu ta là Samantha. Anh nhờ trang điểm và hóa trang cho mình làm sao thật giống phụ nữ. Tiện thể anh muốn biết cậu ta có phải là đồng tính. Bản thân cậu ta cũng không xác định được. Chỉ là thích ăn diện giống như những người mà anh thần tượng. Sau gần một giờ hóa trang thì Hyo đã trở nên xinh đẹp như thế này. Nhìn mình trong gương làm Hyo không nhịn được cười. Sau đó Hyo đi đến nơi hẹn. Anh đã gọi điện và cả hai đã nhận ra nhau. Hắn ta rủ Hyo đi đến nơi khác, bất ngờ Hyo túm lấy hắn ta rồi cả hai giằng co. Và nhận ra cùng là cảnh sát, sau khi gọi điện điều tra thì cả đội mới biết Hyo là thanh tra ở sở Gangnam, cũng là người đã lên tin tức vì đánh người ở ổ mại dâm. Trong lúc cố tìm bắt tên Giang, rồi một đồng chí đến bảo Hyo, từ giờ không được nhún tay vào việc này, nếu không sẽ làm lớn chuyện rằng Hyo đang cố mua bán ma túy. Và cả tội danh cản trở người thi hành công vụ, anh ta nói thêm nhìn Hyo trang điểm rất đẹp, nên hãy cứ giữ dáng vẻ như thế. Còn Ki-un lúc này đang xem cách giải nguy, khi chạm mặt loài cún to tấn công, không được sợ hãi, càng không nên bỏ chạy. Rồi Ho-vi chạy đến đòi ăn, nên cô đi ra ngoài mua, khi nhìn thấy Hyo cô không nhận ra mà cho là tên biến thái, rồi nhớ lại lời dạy. Không được sợ hãi và không được bỏ chạy, nên đã dùng súng điện chích vào người Hyo, anh giật giật một lúc rồi nhận ra nó không có pin.
làm anh giật mình nên bị liệu. Lúc này Kiun la hét om sòm, nói anh là biến thái, làm anh chạy thục mạng. Lúc này mấy chị ở hội phụ nữ nghe thấy nên đuổi theo, mọi người hết hồn khi nhận ra là Hyo. Dù anh có giải thích thế nào thì mọi người cũng không tin và cùng nhau đưa anh đến đồn cảnh sát. Sau đó đội trưởng của anh xuất hiện, anh ta tức giận ném túi đồ vào người Hyo, bảo không được ngụy trang nằm vùng mà cứ cãi lời. Không tức giận sao được khi phải lên sở nói đỡ cho Hyo rất nhiều lần, đã vậy nhìn Hyo kinh quá, rồi bảo anh khép chân lại, còn bộ tóc giả và tất da nữa cởi hết ra. Giờ mọi chuyện sáng tỏ nên mấy chị ta mới chịu tin. Còn đội trưởng bảo Hyo đã gặp Ujin rồi mà vẫn còn dở chứng, cảnh cáo nếu còn điều tra tên Giang một lần nữa thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi ngành, làm Hyo buồn bã đi trong mưa. Kiun đi theo an ủi, chỉ là hiểu lầm thôi, mong anh đừng buồn. Rồi anh hỏi đã đắc tội gì với cô mà ngày nào cũng bị ám, trong khi đã giúp cô tìm Hovi, làm đủ thứ chuyện cho cô. Việc này thật sự uất ức làm Hyo rơi nước mắt. Anh mong sau này sẽ tránh xa tầm mắt cô, muốn cô hãy khóa chặt cửa và sống trong mối ngờ vực người đã giúp mình. Rồi đuổi cô đi, Kiun lặn lẽ bỏ đi với nỗi buồn không khác gì anh. Chợt có người lạ đi theo từ phía sau làm Kiun rất lo lắng. Bất ngờ hắn ta lao ra phía trước, cởi hết đồ trước mặt Kiun. Cô hoảng sợ la hét, Hyo nghe thấy liền chạy đến xem, khi thấy cô không sao. Anh nhanh chóng đuổi theo tên biến thái bằng đường tắt và chặn đầu bắt được hắn ta. Khi Kiun chạy đến anh liền bảo cô gọi cảnh sát. Xong việc cả hai ra về trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, rồi Kiun lẻo đẻo theo anh. Cô cho biết bản thân mắc chứng bệnh khó tin người khác và cả việc mỗi lần mưa có ai đi theo từ phía sau sẽ bị khó thở, tim đập dồn dập, hoa mắt, toàn thân tê dại nhưng sau đó lại bình thường. Hyo lại cho rằng không bình thường, đó là bệnh, muốn kiểm soát phải hít thở thật sâu và đếm số. Rồi anh chỉ hít sâu vào rồi thở ra và đếm 1, hít sâu vào rồi thở ra đếm 2, cả hai chăm chú nhìn nhau say đắm. Rồi anh bừng tỉnh lại nói cứ lặp đi lặp lại như thế. Về nhà anh nhớ lại cảm giác lúc Kiun níu lấy tay anh, làm anh thấy sao động. Kiun lúc này cũng trằn trọc không ngủ được, rồi cô làm theo cách của anh và đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau bác sĩ thấy tình trạng của Kiun rất tốt, nên hỏi chắc Hovi đã giúp cô có thêm sức sống. Với cô ở cùng một chú cún thấy rất an toàn, cảm giác bình yên và muốn đưa nó đi dạo như một chú cún bảo vệ. Nhưng chú cún mà Kiun nói đến là chú cún lớn, sủa rất dữ nhưng không cắn phụ nữ. Sau đó đến lượt Hyo, bác sĩ hỏi anh có tránh được tác nhân gây giận dữ như kế hoạch, thì anh nhận ra có những tình huống hoàn toàn không thể tránh được và đã đối đầu với nó. Nhưng giờ đã đạt đến cảnh giới tận hưởng cuộc đối đầu đó rồi. Trên đường về anh gặp mấy chị ở hội phụ nữ, họ đã xin lỗi anh và giờ xem anh như người hùng. Còn Kiun đang xem phim hành động lại tưởng tượng Hyo đang đánh tên biến thái và cả diễn viên chính lại thành Hyo, cô tự cho rằng mình đã mất trí. Sau đó Kiun đặt hai phần thức ăn và cố tình ghi địa chỉ nhà Hyo, rồi cô muốn vào nhà ăn cùng anh. Chưa bao giờ anh lại thấy vui như vậy, nhưng lại nghi ngờ cô có ý đồ xấu. Thực chất không có ý đồ gì cả, chỉ là cô muốn biết anh làm thế nào để hạ tên biến thái đó và xin anh chỉ dạy cho cô loại nào dùng trong tình huống nguy hiểm. Nhưng anh không đồng ý vì sợ cô làm hại người khác bị thương. Kiun giải thích chỉ muốn học để phòng thân. Nghe vậy anh đã đồng ý với điều kiện cô không dùng súng điện nữa. Rồi anh bảo làm theo, khi gặp tình huống nguy hiểm hãy nắm chặt tay, khuỷu tay đánh ra trước và sau, chạy đến khi nào không thấy chân nữa. Tới lúc sốc hông và buồn nôn thì dừng lại. Kiun thất vọng vì không muốn thế, cái cô cần là đánh ngất đối phương chỉ với một cú đấm. Và anh đã chỉ cách duy nhất là đánh vào điểm yếu của đàn ông, hai tay bám lấy vai của hắn lên gói thúc mạnh vào bộ hạ. Chỉ thế thôi, Kiun muốn được thị phạm một lần. Nhưng anh không đồng ý vì có thể cô sẽ làm thật thì toang, nhưng cô năn nỉ quá làm anh không thể từ chối được, căn dặn chỉ ra đòn thôi không được dùng sức. Nhưng điều anh lo lắng nhất đã xảy ra, anh ngã lăn ra đất toàn thân co giật, nhưng cũng cố nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, hãy cút mau. Kiun sợ hãi ra về bỏ lại anh nằm đau đớn rên rỉ, từ giờ anh lại có thêm một kiểu nằm mới. Lúc này có tiếng chuông reo, ra xem thì thấy có người giao hai phần ăn và biết ngay là Kiun. Thấy cô thò đầu ra nhìn, anh dọa đừng tưởng cho ăn thì sẽ êm chuyện. Rồi cô lấy phần ăn của mình về nhà, còn anh chỉ nói vậy thôi chứ không để bụng vì cô đã biết hối lỗi. Nhưng món ăn này lạ quá, không biết vô tình hay cố ý chọc điên anh nữa. Sau đó Hyo đến cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn. Cô nhân viên thu ngân biết anh đã bắt tên biến thái đó nên cô đã tặng ít quà để cảm ơn anh. Đúng lúc này Kiun bước vào cửa hàng, vừa nhìn thấy cô, anh vội vàng gom thức ăn cho vào túi nhanh chóng rời đi. Thấy vậy Kiun cũng vội vàng tính tiền rồi đuổi theo. Cô hỏi khi nào anh dạy phần kế tiếp, nhưng anh không đồng ý và mong cô hãy tránh xa ra, vì nếu dây vào cô nữa có khi bị thương nặng hoặc nằm liệt cũng nên. Kiun giận dỗi bảo anh là đồ nhỏ nhen nên sẽ không bắt chuyện với anh nữa. Nhưng khi tới thang máy cô đã thay đổi 180 độ, gọi anh yêu mau vào thang máy. Vẫn còn đang nghi ngờ
thì anh nhìn thấy một người bộ dạng khả nghi nên đã hiểu ý cô, rồi cả hai cùng vào thang máy. Kể từ lúc này cô lo sợ luôn nếu chặt tay anh. Khi cả hai về gần tới căn hộ thì thấy hắn ta vẫn đi theo, sau đó anh ta lấy chiếc áo choàng mặc lên người. Hóa ra chỉ là hàng xóm đã hóa trang thành siêu nhân để tạo bất ngờ cho hai đứa con. Rồi anh hỏi trưa mai ăn gì, cô phải ăn nhiều vào vì buổi huấn luyện võ tự vệ của anh sẽ rất mệt. Như vậy mới không cần níu tay anh như hôm nay nữa. Trưa hôm sau cả hai đến công viên, anh bảo cô hãy tháo kính mát ra, rồi giải thích con người có bản năng bảo vệ điểm yếu của mình. Nên cô phải lừa và chặn tầm nhìn của đối phương trước khi tấn công, hãy chọt vào mắt rồi tấn công vào chỗ hiểm. Ki-un liền làm ngay, nhưng Hyo đã ngăn lại, nhắc cô đã quên chuyện hôm qua rồi sao, hãy tưởng tượng trong đầu. Rồi tung đoàn vào không khí, tiếp theo kẻ xấu ôm từ phía sau, dùng gót chân dặm vào chân hắn, rồi xoay người đá vào chỗ hiểm. Và anh tập với cô nhưng lại rất lo, Ki-un cũng dậm chân, xoay người làm rất nhanh, nhưng Hyo đã né kịp, tiếp theo là cải thiện thể lực, sự gan dạ và độ nhanh nhẹn. Vào vị trí hít đất rồi ngồi chồm hổm đi vòng vòng, giờ đến lượt chạy bộ, nói cô phải tưởng tượng có người tấn công từ phía sau rồi bỏ chạy thật nhanh. Ki-un vừa chạy vừa hét mỗi lúc một nhanh hơn, sau đó vì không nghe anh nói nên cô quay lại thì không thấy anh đâu nữa. Cô quay lại tìm thì thấy mọi người đang giữ Hyo lại, nói anh là người xấu. Anh cố giải thích nhưng khi nhìn thấy Ki-un mọi người mới tin. Lúc này Ki-un lại giả lơ, rồi cô vừa chạy vừa chọc tức. Sau đó mẹ của Hyo đã ghé qua thăm anh, thấy nhà cửa bừa bộn nên đã dọn dẹp và phát hiện ra có đồ phụ nữ. Rồi bà nhớ lại lời thầy bói phải đổi tên cho Hyo hoặc chuyển nhà đến chỗ gần nước, nhưng bà không thể bán vì giá nhà đang giảm. Nên chỉ còn cách hẹn hò với người mệnh thủy, cô ta sẽ dập tắt ngọn lửa trong lòng Hyo. Trong khi đó Hyo và Ki-un đi vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Làm cô nhân viên bất ngờ vì trước đây Ki-un nói Hyo là người xấu, rồi cô gái đã tặng Hyo món quà, Hyo cũng đã tặng lại cô một cây kem, rồi cả ba ngồi ăn kem cùng nhau. Cô bé thu ngân cho anh biết tên biến thái liên tục gọi, giải thích vì bị áp lực thất nghiệp nên mới làm thế, nếu có tiền án thì không thể tìm việc được nữa. Và cầu xin cô tha cho hắn lần này, cô sợ không đồng ý thì hắn sẽ tới đe dọa. Hyo giải thích hắn ta làm như vậy là phạm tội tấn công tình dục. Còn chuyện thương lượng thì cô hãy tự giải quyết, nếu không muốn thương lượng thì nhờ cảnh sát bảo vệ, muốn phạt nặng hắn ta thì viết đơn kiến nghị, nhưng đừng lo lắng. Nếu có vấn đề gì anh sẽ giúp bằng mọi cách. Sau đó cả hai đi về, Ki-un muốn anh cùng đi ăn. Sau khi nghe điện thoại, Hyo hẹn lần sau vì có việc gấp, Jong-da gọi chỉ để ăn mì tương đen cùng anh, rồi nói lần trước đội trưởng có hơi nặng lời vì trụ sở gọi xuống. Họ nói đã gặp anh khi đi điều tra, nên không cho đội chúng ta dính vào vụ của tên Giang và cả việc không cho anh phục chức. Nên đội trưởng mới nổi điên như thế, Hyo nghi ngờ có chuyện mờ ám bên trong, lần nào nhúng tay vào tên Giang thì trụ sở chính có động thái ngay. Nhưng Jong-da không tin ở trụ sở có người chống lưng cho hắn ta, Hyo cũng không chắc, nhưng có gì đó ẩn khuất. Rồi anh căn dặn có tin tức gì mới về tên Giang hãy thông báo ngay. Sau đó Hyo đã gặp Samantha, anh than thở lần trước làm phụ nữ giờ chân vẫn còn đau, rồi xin lỗi cậu ta vì chưa trả lại cái váy. Nhưng Samantha muốn anh giữ lấy làm kỷ niệm, rồi hai người khoác tay nhau đi. Tình cờ Ki-un đã bắt gặp, chàng trai nhận ra Ki-un đang ghen. Hyo không tin điều đó vì hai người vẫn chưa hẹn hò yêu đương cùng nhau, rồi cậu ta muốn giúp Hyo xem biểu hiện của Ki-un như thế nào. Còn Ki-un đứng nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi tức giận bỏ đi. Cô đến công viên ngồi nói với Ho-vi, hộ vệ kiểu gì lạ thế chứ, chỉ có dòng lưu lỏng mới vậy. Còn Hyo hỏi cô trưa mai ăn gì và anh sẽ đãi bữa tối, nhưng Ki-un phớt lờ nói không cần anh dạy võ nữa, cứ đi mà hẹn hò với bạn gái. Hyo bảo cô đã hiểu lầm, người phụ nữ khi nãy là anh chàng hàng xóm, không phải như cô đã nghĩ. Nếu không tin thì cứ đi hỏi sẽ biết. Lúc này cô mới vui vẻ đi về. Hôm sau trong lúc đang sắp xếp đồ đạc trong nhà thì có người bấm chuông ngoài cửa. Cô cẩn thận mở cửa ra xem, anh ta nói đến từ bưu điện, ở tòa án gửi hồ sơ cho cô. Người gửi là Lee Se-ho. Sau đó Ki-un đã gọi điện cho tòa án, cô phàn nàn không muốn thương lượng, không hề đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân. Nhưng sao địa chỉ nhà lại được viết lên đây, như vậy họ đã biết chỗ ở của cô, nhưng bên tòa án không hề tiết lộ địa chỉ của nạn nhân. Và có thể vô tình họ đã biết được, sau đó Ki-un gọi điện muốn trả lại nhà, chủ nhà bảo sẽ không trả lại tiền cọc ngay. Và cô vẫn phải ở cho đến khi người khác thuê. Còn Hyo đang xem TV thì có người kêu cửa, lại là mấy chị ở hội phụ nữ đến kêu anh đi họp vì căn hộ ở đây rớt giá trầm trọng, nên cần phải đổi lại tên chung cư thật sang chảnh và hoành tráng để nó tăng giá trở lại. Và Ki-un đã đưa ra những cái tên rất hay, đổi luôn cổng ra vào thành tự động, sơn lại phía ngoài chung cư, làm càng nhanh càng tốt, thế thì giá chung cư mới tăng trở lại. Mọi người vỗ tay khen ý kiến của Ki-un, nhưng hội trưởng thắc mắc cô chỉ thuê nhà sao lại nhiệt tình như vậy, nên thấy kỳ lạ. Còn Hyo cũng bất ngờ vì cô lại quan tâm đến giá nhà như thế, nhưng cô nói không quan tâm, chỉ vì muốn chuyển nhà.
nhưng nếu giá nhà giảm thì không thể nhận lại tiền cọc được, phải chạy trốn trước khi bị bắt. Hôm sau trong lúc đang xem tạp chí, thì Ho Vi chạy nhanh ra cửa sủa in ỏi và cô đã nhìn thấy một người lạ mặt đứng trước nhà. Cô run sợ cố hít thở theo lời Hyo chỉ, còn bên ngoài người đó bắt đầu kêu cửa. Nói đến từ văn phòng bất động sản, Ki-un không đồng ý vì giờ đã nửa đêm, sáng hôm sau hãy quay lại. Nhưng cô ta nói khách hàng tan ca trễ nên giờ mới có thời gian đi xem nhà. Khi Ki-un nói không sống một mình và hai người đó đã nhanh chóng rời đi. Còn Hyo nhớ lại lời Ki-un, cô phải chạy trốn trước khi bị bắt, làm anh thấy khó hiểu, trong khi đó lại nói ghét trốn chạy. Sáng hôm sau Hyo trà rửa sạch sẽ đôi giày đem đi phơi, lúc này Ki-un đi đổ rác và thấy đôi giày cứ nghĩ là có người đã bỏ, nên đem về nhà. Khi cô quay lại lần nữa thì mấy chị ở hội phụ nữ bắt chuyện, vì tại cuộc họp Ki-un đóng góp ý kiến rất tích cực, nên hội trưởng muốn cô gia nhập hội phụ nữ. Nhưng Ki-un khó gia nhập được vì sắp phải chuyển nhà đi, lúc này Hyo cũng ra đổ rác, hội trưởng liền hỏi anh sao Ki-un lại chuyển đi. Nhưng thật sự Hyo cũng không biết, rồi bỏ đi với nét mặt buồn bã. Sau đó nghe mấy chị đó nói Ki-un đã nhặt được đôi giày, nên anh đã lên nhà tìm Ki-un. Còn Ki-un nghe có người gõ cửa bên ngoài, nên giả bộ nói chuyện với người yêu trong nhà. Hyo nghe thấy nên xin lỗi vì đã cản trở cô hẹn hò. Nhưng anh phải lấy lại đôi giày đó. Lúc đầu cô không chịu trả nhưng vì thấy anh lãi nhãi nên đưa lại cho xong. Về phòng đang thu dọn đồ đạc thì Jong-da gọi đến. Nói đã bắt được kẻ sử dụng thuốc của tên Giang, nên anh muốn đi đến đó. Khi thấy Ki-un khổ sở vì khóa nhà bị hỏng, nên anh đã gọi thợ đến sửa và bảo cô vào nhà anh ở tạm. Rồi anh đến nhờ Jong-da giúp đỡ, nên âm thầm vào lấy lời khai của hắn ta. Có điều tên này rất cứng đầu. Thấy vậy Hyo đã che camera và tắt đèn, dọa sẽ nhét củ cải muối vào mũi cho khỏi thở. Rồi hắn ta khai chỉ đến quán tên Giang chỉ định, rồi nói với bồi bàn mang rượu giữ chai thì sẽ có thứ đó. Sau đó cả hai xem lại quán 3 lần trước, nhìn thấy tên tóc vàng từ quán đi ra xe. Và nhớ lại đã tông hắn trong lúc truy đuổi kẻ tình nghi, nên đã chắc chắn là tên Giang. Rồi anh đã chụp hình để lưu lại, còn Ki-un khi vào nhà, cô quan sát xung quanh rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Trùng hợp mẹ Hyo ghé qua và đã thấy Ki-un đang ngủ, sau đó xuống bếp làm vài món ăn thì Ki-un thức giấc. Cô giải thích chỉ ở nhờ một lúc vì nhà bị khóa. Nhưng mẹ Hyo vui vẻ nói không cần vòng vo, chỉ cần nói bạn gái Hyo là được. Ki-un cố giải thích không phải như thế, rồi xin phép ra về. Nhưng bà đã ngăn cô lại, rồi làm một bữa thịnh soạn cho cô ăn. Ki-un khen rất ngon và ăn rất nhiệt tình. Lúc này mẹ Hyo hỏi cô có biết nấu ăn. Và được biết cô toàn mua thức ăn bên ngoài vì không biết nấu. Lúc này Hyo vừa về tới. Nhìn thấy Ki-un nên anh thắc mắc sao vẫn còn chưa về. Và mẹ anh nói đã giữ Ki-un ở lại. Tiện thể bác gái hỏi luôn ngày sinh của Ki-un. Lúc này Hyo nói cô ăn xong rồi thì về. Và mẹ đã thất vọng cách hành xử của anh. Cho biết Ki-un có thể là phúc tinh của anh sau này. Bà cũng hiểu rõ phụ nữ sống một mình thì có nhiều thứ để lo sợ. Đêm đó trời đổ mưa to. Thấy lo cho Ki-un nên anh qua nhà tìm cô, để đưa những thứ cô rất cần lúc này. Vào trong anh sắp xếp đồ đạc như chủ nhân ngôi nhà này là một võ sĩ quyền Anh. Khi có ai đột nhập nhìn những thứ này thì họ sẽ bỏ chạy. Sau đó cả hai cùng đi uống rượu giải sầu. Anh cho rằng đây là tiệc chia tay và thấy buồn khi cô chuyển đi. Nhưng nếu vì anh mà cô mới rời đi thì anh mong cô hãy ở lại. Bây giờ đã quen với việc có cô ở đây, ngày nào cũng tò mò không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Nhưng Ki-un nói anh không quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng đến quyết định trong đời của cô. Nghe vậy anh hỏi cô sợ người khác và không tin tưởng ai sao. Nhưng người cô không tin nhất chính là bản thân mình. Cô không chắc đã tắt bếp chưa, đóng cửa sổ chưa, phá van ga hay chưa và cũng không tin anh. Cả câu anh nói tôi không thể đánh phụ nữ, để tỏ ra anh rất dịu dàng. Nhưng với anh không phải nói vậy là để được phụ nữ thích. Vì là đàn ông nên chuyện đó là đương nhiên, nhưng cô đã gặp kẻ như vậy, loại đàn ông khốn nạn, lúc nào cũng rót mật vào tai phụ nữ. Nhưng hóa ra đều là dối trá, một tên khốn đã có vợ, nếu mọi chuyện không theo ý hắn thì hắn sẽ trở mặt. Hắn còn nói đã biết có vợ mà vẫn cố dụ dỗ, phá hoại gia đình hắn, và tên đó đã đánh cô, còn mọi người thì bảo cô độc ác, hám tiền, là một con điếm. Nhưng anh nghĩ vì cô xinh đẹp quá, nên họ ghen tị vậy nên cô đừng tin những lời đó. Thật ra mọi người không quan tâm đến chuyện của người khác như vậy, thế nên Ki-un muốn sống thật vô tội vạ. Rồi cô chăm chú nhìn anh, dù hôm nay hãy ngủ cùng nhau, anh nổi đóa bức xúc vì ngủ với anh lại là chuyện bừa bãi. Rồi cô nói rất thích tiếng còi báo của xe cảnh sát, như thể họ sẽ đến cứu cô, rồi ôm mặt khóc. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, nên anh đưa cô về. Cả hai không nói gì mà lẳng lặng mở cửa bước vào nhà. Ki-un đang trầm tư suy nghĩ thì giật mình vì nghe tiếng chuông. Từ từ mở cửa ra thì thấy Hyo. Anh hỏi cô đã khóa van ga, đã đóng cửa sổ chưa. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh nói cô hãy tin vào bản thân. Người phụ nữ tỉ mỉ như cô không đời nào biết mà vẫn để hắn lừa. Cô không làm gì sai cả. Rồi anh đi về nhà và cô đã gọi lại. Ho Vi có lời muốn nói,
cảm ơn vì hôm đó đã giúp em, anh có muốn vào ăn mì không? Hyo thắc mắc sao bỗng dưng cô lại mời ăn mì. Ki-un cho biết phụ nữ mời ở lại ăn mì là có ý nghĩa khác. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh vì không động đến phụ nữ đang say hay không còn tỉnh táo. Cô thất vọng vì không lừa được anh, rồi Ki-un nói sẽ đến Mông Cổ sau khi lấy lại tiền cọc nhà. Dự định sau này mới đi nhưng kế hoạch đã thay đổi. Hyo muốn biết sao lại là Mông Cổ. Cô giải thích mật độ dân số ở đó rất thấp, sống sẽ thoải mái hơn và ít va chạm với mấy loại người ghê tởm. Anh phàn nàn đã thế sao còn mời ăn mì trong khi sẽ rời đi và bị cô cho là đồ nhà quê. Hyo thấy vui khi biết cô cũng ghét mưa như anh và tò mò sao cô lại ghét mưa tới vậy, vì trời mưa làm cô cảm thấy đau hơn, giống như nước ngấm vào vết thương sẽ rất rát. Dù đã cố quên đi nhưng vẫn thấy đau rát và nhức nhối, còn Samantha ngạc nhiên khi cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi lại làm thêm ở quán bar. Bất ngờ khi cô đưa cho anh món đồ đã đánh rơi ở cửa hàng mỹ phẩm, anh cứ tưởng cô không nhận ra, nhưng cô nói làm thêm ở quá nhiều nơi nên dần học được giả vờ không quan tâm mọi chuyện. Rồi anh muốn biết cô đã làm thêm bao nhiêu chỗ, theo cô thì không nhiều lắm, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng mỹ phẩm, quán nước và quán bar này. Sau đó anh muốn biết cô có cảm thấy kỳ quặc hay đáng sợ khi nhìn bộ dạng này của anh. Cô hài hước bảo chỉ sợ nghèo thôi chứ không sợ gì cả. Còn Hyo sau khi thức dậy mới biết đã ngủ ở nhà Ki-un, khi ra tới cửa đã gặp một người phụ nữ kỳ lạ chăm chú nhìn anh. Rồi bác đập cửa nhà Ki-un, bác là mẹ của Ki-un vì tìm rất lâu rồi mới biết được chỗ ở của con gái nên rất tức giận, rồi bảo nhà sát vách nên chuyển qua sống chung luôn cơ chứ. Khi nhìn thấy thứ này bà đã mắng nhiếc, mày bị đàn ông hành ra như thế mà vẫn chưa sáng mắt ra sao, rồi muốn biết Hyo làm gì, là người thế nào. Anh ta là cảnh sát bị đình chỉ công tác vì hành hung người, làm người mẹ đau lòng tức giận. Bảo không có đàn ông mày không sống được hay sao, rồi đánh cô một trận. Hyo đứng bên ngoài cố nghe ngóng chuyện gì bên trong, rồi mẹ muốn Ki-un đừng lôi chuyện đó ra tòa nữa. Mau hòa giải rồi kết thúc mọi chuyện. Ki-un đau lòng vì mẹ lại có thể tha thứ cho kẻ đã khiến con gái mình thành ra thế này, hỏi mẹ có phải vì cần tiền không. Nhưng điều người mẹ cần lúc này là không muốn cô phải sống chui lủi rồi trốn chạy, không phải uống thuốc ngủ mỗi ngày. Điều đó làm cho người mẹ này rất lo lắng và đau khổ. Bác không sinh ra cô để sống đời lãng phí như vậy. Đau lòng hơn khi cô lại nói thà đừng sinh ra con còn hơn, bác ngồi xuống ngay cửa. Than trời trách đất về đứa con bất hiếu, làm gì có người mẹ nào không muốn con mình sống tốt kia chứ. Thấy vậy Hyo đi đến an ủi, và bác muốn anh dẫn qua nhà. Bác dọa nếu Hyo xem thường Ki-un vì thần kinh không bình thường, thì sẽ hối hận nếu có ai làm tổn thương Ki-un một lần nữa. Thì dù chân trời cuối đất bác cũng đuổi theo đến cùng, để bẻ gãy tay chân người đó. Lúc này Hyo ngập ngừng nói, Ki-un rất giống bác đấy ạ. Rất xinh đẹp, nghe mà mát lòng mát dạ. Rồi anh cho biết dạo này Ki-un sống rất tốt, có chú cún con bảo vệ, còn có anh luôn quan tâm và chăm sóc cô ấy nữa. Nói bác đừng lo vì anh là cảnh sát. Trước giờ bác chưa tin ai, nhưng giờ Hyo là người duy nhất bác có thể tin trong cuộc đời. Nên mong anh hãy quan tâm chăm sóc cho Ki-un, nhưng anh muốn bác hãy tin con gái mình. Dạo này Ki-un hay dần cún con đi dạo, đi tập thể dục. Dù một mình nhưng sống rất tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua. Sau đó anh cho Ki-un biết mẹ cô đã về. Cô chỉ ừ rồi nói hôm qua trời mưa nên không dần cún con đi dạo. Bình thường cô hay đi lúc 4 giờ chiều, và Hyo cũng hiểu được ý của cô, nên cô thấy rất vui. Đến chiều Hyo chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tươm tất, rồi cùng nhau đi. Thấy mọi người buôn bán kính nên ghé vào xem. Anh nói cô suốt ngày chỉ đeo kính đen, nên thấy thế gian sầu não, rồi đưa vài loại cho cô đeo thử. Và cô đã chọn chiếc màu hồng. Sau đó anh muốn cô chạy đua cùng anh, hãy cố hết sức nếu thắng anh sẽ có quà cho cô. Và cô đã cố chạy rất nhanh, còn Hyo chạy theo sau thúc giục, cuối cùng Ki-un đã thắng. Nên anh đã đeo món quà đó cho cô, chỉ cần cô thổi anh sẽ xuất hiện ngay, nhưng chỉ được dùng nó khi thật sự nguy cấp. Sau đó nhân viên bất động sản lại đến. Chị ta đưa một khách lớn tuổi đến xem nhà, nhưng giờ Ki-un có vẻ không muốn trả nhà nữa, xem xong cả hai đã rời đi. Rồi bà khách đó quay lại vì để quên điện thoại. Bà cố ý làm vậy để nói chuyện riêng với Ki-un, bà là mẹ của Se-ho, bà muốn gặp trực tiếp để xin lỗi Ki-un. Vì không liên lạc được nên đã đến muộn, bà quỳ gối nếu cô muốn, chỉ cần bỏ qua cho Se-ho. Nhưng Ki-un nhất quyết sẽ không thương lượng, lúc này bà rất thành khẩn, dù gì cả hai cũng từng yêu nhau, nếu phiên tòa kéo dài chỉ mệt thêm thôi. Vì đây là chuyện giữa người có vợ và phụ nữ độc thân, nên Ki-un sẽ là người chịu thiệt, rồi bà muốn cô hãy kết hôn với Se-ho. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng cô muốn bà ấy hiểu. Cô mong con gái bà ta cũng bị bạn trai lừa, bị lăng mạ, đánh đập và còn quay video rồi đe dọa. Cô ấy sẽ trải qua những gì cô đã gánh chịu, nhưng bà vẫn cố năn nỉ nếu Se-ho được thả. Bà sẽ bắt quỳ gối xin lỗi và dùng cả đời anh ta trả nợ cho cô. Nhưng Ki-un đã nhất quyết, mong bà đừng đến tìm nữa. Sau đó bà muốn cô ra giá, bao nhiêu cũng sẽ trả. Nhưng Ki-un đã dọa nếu còn đến tìm,
thì sẽ viết đơn kiến nghị xin xử tội hắn ta nặng hơn. Rồi cô lo sợ chạy đi, còn Hyo trên đường về nhà đã nghe tiếng còi nên đã vội vã chạy đi tìm Kyun, sau một lúc đã tìm được cô. Anh cứ nghĩ cô chỉ bày trò, nhưng cô thật sự cần giúp đỡ nên mới gọi anh, rồi nhờ anh dìu đứng dậy. Cô đã tựa đầu vào người anh, nói sẽ không trốn chạy nữa, sẽ chịu đựng và vượt qua mọi chuyện, và cả hai đã ôm lấy nhau. Sau đó Hyo đưa Kyun về nhà, cô muốn biết làm thế nào mà anh đã tìm được cô, rồi đoán là anh đã theo dõi. Nhưng anh đã giả lơ và xác nhận cô không chạy trốn có nghĩa là sẽ không chuyển đi. Cô gật đầu rồi nói, chạy trốn rồi cũng sẽ bị bắt lại, nên không còn lý do để chạy trốn nữa, mẹ anh ta đã đến tìm để thương lượng. Hyo căng thẳng vì đáng ra cô phải nói chuyện đó với anh, sao lại một mình đối mặt với bà ta, rồi muốn biết bà ấy đã nói gì mà lại ngồi khóc. Nhưng Kyun không muốn anh biết chuyện này, với lại họ là người sai, cộng thêm cái còi này nên cô không sợ nữa. Rồi anh muốn biết còn lý do nào khiến cô ở lại nữa không, và đó là vì được mời vào hội phụ nữ làm việc, có lẽ vì là con gái nên cô không thể nói, còn anh cũng cảm nhận được điều đó, nên chỉ cười cho qua, và giờ cả hai cảm thấy tinh thần rất tốt, không còn sợ mưa nữa. Còn bà chị trong hội phụ nữ, khi thấy bài đăng về Kyun, vì biết là khu nhà mình nên cô đã chia sẻ lên hội các bà mẹ. Giờ tin tức lan nhanh khắp chung cư và hội trưởng hội phụ nữ cũng đã biết chuyện, nhận ra đó là Kyun nên muốn đi hỏi trực tiếp để xác minh. Còn Hyo lúc này đã xác định rõ tên Giang, nhưng khó ở chỗ không có chứng cứ nên không thể bắt hắn. Rồi anh nhìn đồng hồ thì gần 4 giờ nên vội đi chuẩn bị. Lúc này Kyun cũng đã sẵn sàng, chợt bên ngoài có người bấm chuông, cô vui vẻ cứ tưởng là Hyo, nhưng lại là bà ta. Kyun nói mọi việc đã xong rồi sao bà lại đến đây, nhưng với bà ta phải hòa giải thì mới xong, dù cô có đi đến đâu thì bà cũng sẽ tìm tới. Rồi đoán cô muốn tăng tiền bồi thường nên mới làm thế, và muốn cô hãy ra giá. Kyun tức giận nếu bà muốn hòa giải theo cách đó thì hãy đem hết tài sản đến đây. Lúc này mấy bà chị bên hội phụ nữ cũng nghe thấy, còn bà ta thấy có người đến nên bắt đầu vu khống Kyun, nói cô vì tiền mà bám lấy đứa con trai đã có vợ và phá hoại một gia đình. Còn đổ tội cho người đàn ông đó, Kyun giận dữ bảo bà hãy biến đi cho khuất mắt, rồi cô cũng bỏ đi. Lúc này Hyo không biết cô đang ở đâu nên đã gọi điện. Nhưng cô không bắt máy vì có chuyện với mấy bà chị ở hội phụ nữ. Họ ép cô phải chuyển đi càng nhanh càng tốt vì kẻ giật chồng người khác sống ở chung cư này. Thì hình ảnh chung cư sẽ bị phá hủy. Kyun không nói gì mà bỏ đi. Còn Hyo đang đi tìm Kyun thì gặp mấy bà chị. Anh muốn hỏi về Kyun thì mấy chị cho biết cô là người xấu xa. Anh ngạc nhiên không biết chuyện gì nên đã xem tin tức và khẳng định đó không phải là Kyun. Rồi anh hét lên, nhưng chị hội trưởng cho biết đã gặp trực tiếp và hỏi Kyun. Khi bảo cô ấy chuyển đi ngay, cô ấy bỏ đi mà không nói gì chứng tỏ là mọi chuyện đã đúng như vậy. Nhưng điều này làm Hyo nổi cáo, bởi Kyun rất vui mừng vì được tham gia hội phụ nữ. Nếu cô ấy chuyển đi khỏi đây thật, thì hội trưởng phải chịu trách nhiệm. Rồi anh đi tìm Kyun, một lúc sau thấy cô ngồi trong quán ăn nên anh đã đi vào. Anh trách sao không nghe điện thoại để anh đi tìm cả buổi, rồi nói đã biết hết mọi chuyện. Nhắc cô đã hứa không chạy trốn nữa sao vẫn bỏ trốn, nếu mọi chuyện không đúng sự thật. Thì nói rõ với họ sao phải trốn tránh, Kyun cho biết dù nói ra cũng vô dụng. Trước đây bà ta tới công ty cô đang làm để kể chuyện này. Đã viết bài đăng lên bản tin, cô cố giải thích và phản bác nhưng mọi người đều tin chuyện đó. Không ai đứng về phía cô, lúc này Hyo bảo sẽ luôn đứng về phía cô. Nhưng cô lại muốn biết sao anh phải làm thế. Anh giải thích vì người như cô làm kẻ thù thì thật đáng sợ và sẽ thấy thoải mái trong lòng khi làm đồng minh của cô. Rồi cả hai đã bắt tay để chụp hình làm chứng. Anh nói bây giờ cô không cần phải sợ nữa, một mình anh sẽ hạ gục tất cả những người đó. Còn cô bé nhân viên thu ngân trong lúc tính tiền nhận ra người quen, anh ta hỏi cô không hẹn hò với ai nữa sao, hay là do bận việc học. Nhưng cô cho biết đã có bạn trai rồi, và đó là anh thanh niên vừa bước vào. Samantha cũng hiểu ý cô nên đã diễn theo, rồi đoán là bạn trai cũ của cô. Sau đó cô đã cảm ơn anh vì không có anh chắc rất thê thảm. Lúc này mấy chị ở hội phụ nữ đến tìm Samantha. Vì biết anh rất giỏi vi tính nên muốn nhờ anh một việc là tìm người đã đăng bài viết về Kyun để xác minh xem có đúng như sự thật. Samantha muốn biết có phải là người đang mập mờ với Hyo và anh đã tìm ra địa chỉ IP, người đó cũng đang ở đây và một chị trong hội phụ nữ đã thừa nhận. Nhưng chỉ là chia sẻ từ người khác, rồi chị đã tìm lại bài viết gốc. Lúc này cô bé nhân viên mới biết đang nói về chị gái đi cùng anh cảnh sát và cô nói đã biết hết sự thật. Vì đã nghe được cuộc nói chuyện khi đang làm thêm ở một quán nước, giờ mấy bà chị mới vỡ lẽ đã đổ oan cho Kyun, còn Samantha cũng tìm được IP viết bài và bình luận ác ý là cùng một người. Cả ba mới nhận ra là người đã gặp lúc chiều nay, thật là mụ gian xảo. Lúc này Kyun không ngủ mà mãi mê ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung với Hyo. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Hôm sau Kyun đến gặp bác sĩ với tinh thần rất lạc quan, cô cho biết đã có người đứng về phía cô.
Chỉ cần nghĩ có người tin và cô có thể tin người đó, thì lại có dũng khí để chịu đựng và chiến đấu. Còn Hyo cũng thấy khá ổn và cười rất nhiều đôi khi có chút tức giận. Và bác sĩ muốn biết lý do nào lại làm anh tức giận, rồi dần đến phẫn nộ. Anh cho biết không thể kiềm chế khi thấy bài đăng nói xấu về cô ấy. Không biết cô ấy đã chịu đựng bằng cách nào. Anh còn lo sợ cô ấy đột nhiên chạy trốn đâu đó. Đến chiều cả hai lại dẫn Ho Vi đi dạo, thì mấy chị ở hội phụ nữ chạy đến. Ki-un bước đến khẳng định sẽ không chuyển đi. Chị hội trưởng cũng đồng ý vì đâu có lý do gì để Ki-un rời đi. Với lại cô sẽ vào hội phụ nữ thì sao có thể chuyển đi được. Rồi cả ba xin lỗi vì bài viết trên cộng đồng mạng chỉ là giả. Cũng tại bà cô đó nên mới xảy ra hiểu lầm. Ki-un thấy các chị đã biết cô không phải kẻ xấu nên bỏ qua. Nhưng các chị ấy lại thấy không được. Vì cô đã vào hội phụ nữ nên đây cũng là vấn đề của các chị. Cũng là sỉ nhục với toàn bộ khu này. Rồi cả ba kéo nhau đi làm việc đại sự. Còn Ki-un và Hyo vào công viên vui chơi thật hồn nhiên và tự tại. Trong khi đó ba chị đã đi đến để gặp bà già đó. Khi thấy ba người đi đến, bà ta viện cớ ở đây chật trội để đưa cả ba đến nơi vắng vẻ nói chuyện. Bà ta thắc mắc làm sao có thể tìm đến tận đây và muốn làm gì. Chị hội trưởng cho biết tìm bà như trở bàn tay vì bà đã làm nhục cư dân chỗ cô. Nên hôm nay đến để trả thù, nhưng bà ta lên giọng nói không liên quan đến mấy chị. Vô công dỗi nghề hay sao mà thích lo chuyện bao đồng. Cả ba khoái chí cười to. Đúng là rảnh quá nên mới lắm chuyện, còn lên kế hoạch đến khu nhà bà ở, nói cho mọi người biết con trai bà đã làm gì mà phải ăn cơm tù. Lúc này bà ta xuống giọng hỏi các chị muốn gì, đơn giản chỉ cần xóa hết các bài đăng và không xuất hiện ở khu chung cư đó nữa, và bà ta đã làm ngay. Sau đó mọi người tổ chức một chầu nhỏ để mừng thành viên mới, Ki-un cảm ơn các chị đã giúp đỡ, rồi cùng nhau nâng ly. Giờ mọi người cùng hội cùng thuyền và hy vọng Ki-un thích nghi tốt. Rồi hội trưởng khuyên thủ quỹ đừng uống rượu nữa vì đã thành con sâu rượu rồi, sáng nào cũng toàn mùi rượu. Thỉnh thoảng cô say xỉn đến mức quên đi đón con, cô ta bực bội uống nhiều hơn nữa. Thật ra cô buồn vì người ta bảo phụ nữ thì phải ở nhà nuôi con nên mới nghỉ việc. Nhưng giờ mọi người lại nói con cái tôn trọng các bà mẹ khi đi làm hơn và cảm thấy lãng phí tài năng khi làm thủ quỹ cho chung cư rẻ tiền này. Nhưng còn đỡ hơn bình luận ác ý vì không làm tổn hại ai, rồi cả hai lời qua tiếng lại bắt đầu gây gỗ nhau. Thấy vậy Ki-un đã thổi còi, nói các chị rất buồn cười, sau đó cùng nhau đi về. Ki-un vẫn không ngừng thổi, thấy vậy mấy chị đã túm lấy cô để giật lấy chiếc còi. Và bất ngờ khi thấy Hyo đang xé gió chạy tới, anh cằn nhằn vì mấy bà chị chốt say Ki-un. Nhưng hội trưởng giải thích Ki-un là ma men, là sâu rượu chính hiệu. Không hiểu đầu đuôi gì đã đứng về phía cô ta. Lúc này Ki-un nói rất thích khu chung cư này, sẽ sống ở đây cả đời với mọi người. Mấy bà chị rất vui, nhưng cũng muốn biết có gì mà lại thích thú đến như vậy. Bởi vì mọi người không bình thường, ai cũng điên khùng, chỉ có cô là người bình thường nhất. Thấy vậy Hyo đã đưa Ki-un về, sau đó cô còn gọi điện rồi thổi còi cho Hyo nghe, nói hiện giờ rất nguy cấp vì cô rất nhớ anh. Rồi Ki-un ra mở cửa thì thấy anh đứng đó, sau đó cô nói muốn ngủ nhưng không ngủ được vì thỉnh thoảng lại thấy sợ, nên Hyo đã hứa khi nào cô ngủ thì anh mới về. Rồi cô muốn anh kể chuyện hay bất cứ gì cho cô nghe, Hyo liền nói nếu khóc khi xem bộ phim buồn sẽ giúp cải thiện kiểm soát cơn giận. Nhưng anh rất ít nước mắt, có cảm động đến thế nào thì cũng không khóc. Nhưng anh lại muốn rủ cô đi xem phim, vì đó là một phần trị liệu nên anh phải đi. Mà có người đi cùng sẽ tốt hơn. Rồi anh tò mò hỏi lần trước cô mời vào nhà ăn mì thực sự là ý gì. Nhưng lúc này Ki-un đã ngủ. Lại gần nhìn cô, anh định hôn thì cô mở mắt. Ki-un muốn biết anh định làm gì, nhưng anh lắc đầu nói không làm gì cả. Cô cũng biết anh là nhà quê, nên bảo định làm gì thì cứ làm đi. Và cô đã hôn anh. Hyo cũng không che giấu cảm xúc của mình nữa nên đã hôn cô. Giờ cả hai không còn e dè nữa mà xem như đã thuộc về nhau. Có điều để em nhỏ nó cứ nhìn như vậy thì thật là xấu hổ. Còn hai bà mẹ tình cờ đi xem bói chung một thầy nên đã gặp nhau. Bà thầy bói đoán giả đoán non nhưng may mắn đã đúng. Khi xem ngày sinh của Ki-un thì bà thầy nói mệnh thủy là nước mưa. Có điều trước khi nước trôi đi hết thì phải gặp được cây. Như thế mới có thể đơm hoa kết trái. Còn mẹ Hyo cũng đưa ngày sinh của Ki-un. Bà thầy thấy vui vì con trai cô tìm được người rất phù hợp, cô gái là nước mưa. Từ giờ không còn lo cái cây bị cháy thành than nữa, người mẹ vui mừng cảm ơn thầy vì giờ có thể an tâm, còn bà thầy ngạc nhiên vì có sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Sau đó hai bà mẹ lại cùng đón xe buýt, mẹ Ki-un nói lần đầu tiên đi xem nên không biết có nên tin những gì thầy phán không nữa, nhưng mẹ Hyo bảo thầy phán gì không quan trọng. Nếu thầy nói con mình lấy được người tử tế thì cảm tạ trời đất mà tin thôi, theo lời thầy nói. Hyo sẽ gặp người tốt và sống rất hạnh phúc. Có điều Hyo chẳng biết gì về phụ nữ, không giỏi lời ngon ngọt, cũng chẳng biết quan tâm chu đáo. Cô gái nào lại chịu hẹn hò chứ? Mẹ Ki-un cũng rất lo, là con gái nhưng rất cộc tính, không hề biết yểu điệu thục nữ là gì, nên chẳng có chàng trai nào chịu quen. Còn Ki-un đã giật mình khi nghe tiếng xì xào dưới bếp,
Khi nhìn ra xem thì thấy Hyo đang làm bữa sáng, rồi cô quay lại giả vờ ngủ. Hyo thấy vậy nên nhẹ nhàng bước đi, bất ngờ có người bên ngoài kêu cửa, đó là mấy chị bên hội phụ nữ. Thấy vậy Hyo vội vã đi trốn. Rồi Ki-un mới ra mở cửa, do hôm qua Ki-un say quá nên hội trưởng không nói, hội phụ nữ sẽ đi tuần tra lúc 7 giờ tối nên nhắc cô phải có mặt. Rồi mấy bà chị ngạc nhiên khi thấy chú cún sủa om sòm nhưng cũng rời đi. Khi nhìn thấy mấy bà chị đi về, cả hai mới dám nói to. Hyo nói anh đã làm bữa sáng cho em, xíu nữa em ăn nhé. Và ba bà chị ở bên ngoài cũng đã nghe thấy, đúng 7 giờ tối mấy chị em có mặt đầy đủ và Hyo cũng xuất hiện. Chị hội trưởng bất ngờ vì Hyo lại biết được giờ đi tuần tra. Anh ngại ngùng giải thích vì nhìn thấy mọi người tụ hợp nên muốn đi chung. Rồi anh và Ki-un đi chung một đội. Trong lúc tuần tra, Ki-un đã giật lấy điện thoại vì nghi ngờ anh ta đang chụp lén phụ nữ. Nhưng biết được người ta là tình nhân, sau đó cả hai đến một khu đang chuẩn bị giải tỏa nên không có người. Nhưng Ki-un lại thấy đáng ngờ vì không có ai sống ở đây sao lại có ánh đèn, nên cô quyết định vào xem. Hyo đã ngăn lại bảo về nhà vì anh rất sợ bóng tối. Nhưng Ki-un ngoan cố quyết định vào một mình, nếu như nghe tiếng còi thì anh hãy chạy vào. Tìm mãi vẫn không thấy gì khả nghi, nhưng bất ngờ lại thấy một thứ rất đáng sợ. Ngồi bên ngoài, Hyo nghe thấy tiếng còi nên đã đi vào và thấy Ki-un với một thanh niên lạ mặt. Anh ta nói đây là xưởng gỗ có nhiều máy móc nguy hiểm, không được tự tiện đi vào vì rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng vì dân báo có mùi hôi nên cả hai mới vào đây. Đúng vậy, vì nơi này toàn keo dán và sơn, rồi cả hai xin lỗi và đi ra ngoài. Nhưng Ki-un vẫn nghi ngờ đó có thể là xưởng sản xuất chất cấm ngụy trang, nên anh hứa sẽ cử đội đặc nhiệm tới khám xét. Khi cả hai rời đi thì tên Giang mới xuất hiện, hắn ta mơ hồ như đã gặp Ki-un ở đâu đó, rồi lại nghĩ chắc đã nhầm. Hôm sau cả hai ăn mặc bảnh bao cùng nhau đi xem phim. Cảnh phim rất đau khổ và bi ai, làm hai người xúc động khóc sướt mướt, nhưng Hyo linh cảm như có người đang theo dõi. Sau đó cả hai đến một quán ăn, trong lúc Ki-un vào nhà vệ sinh thì đội trưởng gọi đến, đội trưởng muốn ghé nhà làm vài ly. Nhưng anh từ chối vì đang đi xa, bất ngờ lại thấy Ki-un ngồi ở quán trước mặt, nên cả hai bước vào. Lâu rồi cả ba mới tụ tập nên nhất định không say không về. Ki-un bước ra thấy có khách nên ngồi bàn kế bên, lúc này Hyo cho đội trưởng xem hình tên Giang. Hắn đến quán ba ngụy trang thành bồi bàn để giao hàng và chạy thoát ngay khi bị truy quét, cũng như tránh được Khâu lấy lời khai vì không phải nhân viên của quán. Đội trưởng muốn gửi chứng cứ này lên sở, nhưng anh không đồng ý vì cho rằng bên trụ sở có người bí mật cấu kết. Ki-un đập bàn nói cảnh sát cấu kết tổ chức buôn ma túy, nên bao che cho tên Giang. Ý kiến của Hyo rất có lý và phải giữ bí mật điều tra cho đến khi làm sáng tỏ, rồi lo lắng vì có thể đã bị nghe lén. Lúc này đội trưởng mới biết hai người đi cùng nhau nên đã mời qua ngồi chung. Giang Da lập tức gọi chị dâu. Còn đội trưởng trách móc sao không giới thiệu trước, rồi nhanh chóng mời em dâu một ly. Lúc này Giang Da khen chị dâu rất đẹp. Ki-un thấy chỉ là lời nói khách sáo nhưng lại rất vui. Nhưng đó không phải lời khách sáo vì đã gặp rất nhiều chị dâu, nhưng Ki-un là người xinh đẹp nhất, rồi kể hết người này đến người kia vay lấy Hyo. Vì anh rất được lòng phái nữ, Hyo nghiến răng bảo bù lu bù loa cả lên thế hả. Chưa dừng lại, Giang Da còn nói cô gái móc túi đã gửi thư tình và cũng là chuẩn gu của Hyo. Rồi đội trưởng nói Hyo làm gì có thời gian hẹn hò vì ngày nào cũng ở sở làm việc và ngủ trên sofa. Sau đó đội trưởng muốn anh ra ngoài để hỏi Ki-un vài việc, rồi đội trưởng đi ra túm lấy Hyo đùa giỡn. Điên thế mà cũng đâu vào đấy. Trên đường về, Ki-un nói đã gặp người trong bức ảnh ở đâu đó, xưởng gỗ hôm qua thì phải. Nhưng Hyo không tin, sau đó cô muốn biết kiểu con gái anh thích là gì. Và anh đã nói là kiểu cài hoa trên đầu, với lại có chút vấn đề về tính cách. Rồi cả hai nắm lấy tay nhau vui vẻ bước đi. Sau đó Ki-un nói với bác sĩ, đột nhiên thấy sợ khi nghĩ người đó không còn đứng về phía cô nữa. Nhưng vẫn muốn tin anh ấy, vì sẽ dễ hơn là không tin. Còn Hyo nói với bác sĩ, cô ấy tin anh là người cảnh sát tốt, thì lại sợ mình sẽ phá hủy mọi thứ, nên bây giờ anh thật sự muốn làm tốt. Và anh đã có tờ giấy chứng nhận của bác sĩ, nên sẽ được phục chức. Lúc này đồng nghiệp gọi, bảo anh mau đến sở. Hyo từ chối vì có cuộc hẹn quan trọng, nhưng anh ta thúc giục cảnh sát làm gì có việc quan trọng hơn vụ án. Còn tên khốn đó cũng đã được tại ngoại và đi cùng luật sư. Cô ta cho biết dù được phóng thích có điều kiện, nhưng vấn đề lớn là tội quay lén, nên tình hình khá bất lợi. Nhưng hãng luật sư của cô chuyên về vấn đề này, nên có kinh nghiệm thắng kiện. Sau đó luật sư đưa ra những vấn đề cần chuẩn bị, nhưng hắn ta không quan tâm và định bỏ đi, nên luật sư đã cảnh báo điều kiện bảo lãnh tại ngoại là tuyệt đối không được tiếp cận nạn nhân. Nhưng hắn ta lại cho rằng rất tốt, vì cô sẽ kiếm được nhiều tiền. Lúc này Ki-un cảm giác như có người đang theo dõi. Và đúng là hắn ta theo dõi và đã biết được chỗ ở của cô. Còn Hyo đã đến cơ quan, đã đưa giấy xác nhận của bác sĩ cho đội trưởng. Anh biết được trụ sở làm loạn bắt giao hết tài liệu điều tra tên Giang, nhưng Hyo sẽ không giao thứ gì cho họ và trực giác mách bảo có gì đó mờ ám đang diễn ra.
rồi đội trưởng muốn anh xem một thứ, là bài viết nói về thanh tra Woo Joo-hun của đội điều tra tội phạm đã bắt giữ rất nhiều tội phạm cùng số lượng chất cấm lớn nhất nước. Nhưng khi xem bức hình Hyo nhớ đã gặp họ trước đây, rồi anh nhờ đồng nghiệp Jong-da tìm lại hồ sơ vụ án 5 năm trước mà đội tội phạm bạo lực 4 đảm nhiệm. Trong lúc đang tìm kiếm thì Ki-un gọi đến, anh giải thích cảnh sát đột nhiên gọi tới cơ quan nên quên mất. Ki-un tò mò có phải đã bắt được tên Giang, nhưng anh đang bận nên hẹn sẽ gọi ngay rồi tắt máy. Và anh đã tìm ra tên Han Myu-hee cũng chính là tên Giang bây giờ. 5 năm trước bị bắt vì tàng trữ và mua bán chất cấm, nhưng tội hắn thành sử dụng chất cấm, rồi lãnh án treo và được thả ra. Chính đội điều tra tội phạm bạo lực 4 phụ trách vụ đó, và họ cũng đã bắt các con nghiện trên cả nước. Có thể tên Giang đã bán đứng các con nghiện, làm tăng thành tích cho họ để được giảm án. Sau này khi tên Giang sắp bị bắt vì giao hàng cho khách VIP, thì họ đã xuất hiện và thông báo cho tên Giang bỏ trốn, rồi bây giờ là đình chỉ điều tra tên Giang. Lúc này người giao mì tương đen đến giao hàng, anh ta tò mò nên Hyo đã cho xem vì biết đâu sẽ có ích. Sau đó anh đã đến cửa hàng mua một món quà đặc biệt. Còn Ki-un buồn bã vì Hyo không giữ lời, và trong lúc buộc lại dây giày, Ho-vi đã chạy đi. Vì không đuổi kịp vào thang máy nên cô đã chạy bằng thang bộ, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy sợi dây, còn Ho-vi thì biến đâu mất. Nên cô vừa chạy vừa khóc đi tìm khắp nơi, đến khi tìm được Ho-vi thì nó đã nằm bất động. Ki-un nhanh chóng đưa Ho-vi đi điều trị và thấy không khả quan. Lúc Hyo về đến nhà thì thấy cô bạn gái cũ đang đứng đợi, cô ta đưa tờ đơn cho anh xem và chúc mừng anh có bạn gái mới, vì không nhiều cô gái chịu thấu hiểu cho người vừa thất nghiệp, vừa bị bệnh thần kinh, không kiểm soát được cơn giận. Rồi cô nói mình sắp kết hôn, lấy được người chồng tốt, nhưng nhìn thấy anh vẫn còn ở lại căn nhà tân hôn này, nên cô lo bệnh tình của anh nghiêm trọng hơn. Anh thắc mắc không biết cô đã bắt đầu lo cho anh từ khi nào, hủy hôn trước ngày cưới một tuần, trong khi anh đã van xin chờ đến khi cuộc điều tra kết thúc. Lại còn nộp đơn đòi bồi thường, cô biện minh kết hôn là để hạnh phúc nhưng anh lại tự tay phá nó, và cô không thể ở bên cạnh để động viên an ủi, vì như thế sẽ không hạnh phúc. Và nhờ lúc đó bỏ anh nên giờ thấy rất hạnh phúc, nhưng anh lại cho rằng không phải thế, vì người hạnh phúc sẽ không bắt nạt hay tổn thương người khác. Nếu thật sự hạnh phúc đã không trấn an bản thân bằng cách làm người khác đau lòng, từ khi anh bị bỏ rơi đã rất oán trách cô, nhưng chưa từng mong cô gặp chuyện. Đến giờ vẫn mong cô sống tốt, rồi anh vào lấy những gì của cô còn sót lại. Còn Ki-un lo sợ chạy về tìm Hyo, thấy có cô gái lạ ở trong nhà. Cô ta còn cố ý làm Ki-un hiểu lầm, nên Ki-un buồn bã bỏ về nhà. Cô ngồi quỵ xuống cửa, rồi ném bỏ chiếc còi và gục đầu khóc nức nở. Lúc này Hyo gom hết đồ đạc đưa cho cô ta, và anh thắc mắc sao cô lại gọi là anh yêu như thế. Cô không ngần ngại cho biết. Cô gái của anh đã hiểu lầm, và anh đã đuổi cô ta về ngay lập tức. Sau đó anh qua gọi cửa nhà Ki-un. Cô giận dữ bảo anh biến đi nếu không sẽ báo cảnh sát. Anh muốn giải thích, nhưng cô lại không muốn nghe, nói đến sở cảnh sát mà lại ở nhà với cô gái đó. Nhưng anh không nói dối, từ cơ quan về nhà anh mới gặp cô ta. Đây là lần đầu tiên gặp lại kể từ khi chia tay. Ki-un vẫn không tin nên kéo cửa lại làm tay anh bị thương, nhưng anh không để ý mà chỉ muốn cô biết. Anh không lừa dối cô, không muốn ai lừa dối cô lần nữa, càng không muốn ai làm tổn thương cô. Sau đó Ki-un ngồi xuống khóc rất thảm thiết. Hyo muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thì cô cho biết Ho-vi đã nhập viện, ai đó đã cố tình cho ăn thức ăn có bôi thuốc trừ sâu, ai đó đã bắt Ho-vi khi vào thang máy và không biết đã bị theo dõi từ bao giờ. Sau đó anh vào nhà và trấn an Ki-un, mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng cô cảm nhận được anh đã không tin cô và anh nói có thể Ho-vi đã ăn thứ gì đó trong vườn. Vì người đó vẫn đang trong tù, đừng suy nghĩ tiêu cực. Nghe vậy Ki-un đã hất tay anh ra, suýt thì bị anh lừa, lời của bọn đàn ông không thể tin được, rồi cô mắng anh là đồ khốn. Đuổi anh biến đi cho khuất mắt, rồi cô thu dọn tất cả những gì của anh cho vào thùng giấy, ngồi thẫn thờ nhớ lại những gì anh nói. Còn Hyo đã tự đánh mình, là thứ ngu ngốc đần độn. Sau đó Ki-un đã đến thăm Ho-vi, bác sĩ cho biết nó đang hồi phục rất tốt. Trong khi đó Hyo xuống phòng bảo vệ xem lại camera an ninh và phát hiện ra kẻ khả nghi. Hắn ta theo dõi Ki-un, rồi anh xem lại những hình ảnh điều tra vụ bạo hành của Ki-un. Vốn dĩ ở mức này thì hắn ta phải bị bắt mới phải. Nhưng chắc tên khốn này đã vung tiền thuê luật sư nên mức án rất nhẹ, rồi đồng nghiệp Jong-da cho anh xem video. Tên khốn này không phải con người nữa, nhờ video này mới bắt được hắn, nhưng giam giữ một thời gian ngắn lại được thả ra, giờ Hyo mới biết là do tên khốn đó đã làm. Khi anh về đến nhà thì nghe có người gọi thợ đến sửa khóa căn hộ của Ki-un, và anh nhớ ra kẻ đã theo dõi ở rạp chiếu phim nên đã đuổi theo và tóm được hắn ta. Sau đó hắn ta khiêu khích, nói sẽ đưa những video đó cho anh xem nhất định sẽ thích. Hyo tức điên đánh hắn ta lên bờ xuống ruộng không trượt phát nào. Ki-un đi đến nhìn thấy nên đã ngăn Hyo lại, nhưng anh đã hất ra làm cô ngã ngửa. Lúc này Ki-un hoảng sợ la hét, sau đó cả hai đến đồn cảnh sát. Hắn ta phủ nhận tất cả và muốn tố cáo Hyo về tội đánh người.
Còn Ki-un vừa nhìn thấy anh, cô đã bỏ đi, anh định đuổi theo nhưng đội trưởng đã ngăn lại. Muốn anh phải xin lỗi hắn ta và xin được hòa giải, Nhung Hyo không đồng ý vì tên đó rất khốn nạn, đội trưởng cũng biết và hiểu sao anh lại làm thế. Nhưng sắp được phục chức mà bị tố cáo, thì công sức coi như đổ sông đổ biển, vậy nên phải hòa giải, vì việc quan trọng là phải bắt tên Giang để trả thù cho Ujin. Hyo chỉ biết thở dài rồi bỏ đi, anh chạy theo năn nỉ Ki-un, cô hỏi anh ngoài đánh người anh không biết làm gì nữa sao. Anh làm thế không phải giúp em, mà chỉ chút giận lên hắn ta thôi, nhưng anh giải thích, vì hắn đã lừa em, quấy rối em, nhưng cô cho rằng anh có khác gì hắn ta đâu. Người làm cô đau nhất chính là anh, rồi cô bỏ đi. Sau đó Hyo xem lại những kỷ niệm của anh và Ki-un rồi rơi nước mắt. Ki-un cũng không khác gì anh, cứ xem đi xem lại rồi bật khóc. Sáng hôm sau cô đã trả lại những gì mà anh đã đưa cho cô, rồi bảo hãy kết thúc ở đây, vì đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa, rồi cô bỏ đi. Nhưng anh đã gọi và muốn đưa cô đi, nhưng lúc này cô rất kiên quyết, dù cho anh cố gắng đuổi theo, nhưng thật sự đã kết thúc. Còn anh shipper giao mì tương đen, không ai ra nhận hàng nên đi vào trong, hắn ta tức giận vì có người lạ tự ý đi vào. Nhưng anh shipper giải thích gọi mãi không ai bắt máy nên mới vào đây và nhận ra là tên Giang mà Hyo đang tìm kiếm. Sau đó Hyo đã nhận được cuộc gọi nên chạy đến. Lúc này anh mới tin Ki-un đã nhìn thấy hắn ta, rồi Hyo lặng lẽ đi vào tìm. Phút chốc anh đã gọn gàng tóm được tên Giang, rồi gọi điện báo cho đội trưởng. Sau khi lục soát, cảnh sát tìm thấy rất nhiều chất cấm được sản xuất tại đây. Đội trưởng vui vẻ ôm Hyo, vì bắt tên Giang còn tìm được xưởng sản xuất, nên việc phục chức chỉ là vấn đề thời gian. Rồi dặn dò khi nào Ki-un đưa ra thỏa thuận hòa giải, thì hãy đăng ký phục chức ngay. Anh ngơ ngác không hiểu, thì đội trưởng cho biết Ki-un muốn hòa giải vụ bạo hành. Để cho anh được phục chức, lúc này anh lo lắng vì nghĩ đến việc Ki-un một mình gặp tên khốn đó, nên anh đã gọi cho Ki-un nhưng cô không bắt máy. Hyo lo lắng vội vã đi tìm, trong khi lúc này Ki-un đang ký giấy thỏa thuận cùng Se-ho. Hắn ta muốn Ki-un quay lại nhưng cô không quan tâm và định bỏ đi vì không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. Nhưng hắn đã quỳ xuống xin lỗi và mong cô hãy nghe hết những lời giải thích rồi hãy đi, vì đằng nào anh cũng sẽ ly hôn nên nghĩ sau này sẽ nói hết sự thật là được. Vì nói ra lúc đó em sẽ bỏ anh rất yêu em, nhưng vì em cứ đòi chia tay, không thể chịu đựng được nên anh mới làm như thế. Nhưng Ki-un chỉ chấp nhận lời xin lỗi, chứ không bao giờ tha thứ, rồi cô bỏ đi, nhưng giờ không thể đứng lên được nữa, vì hắn đã cho thuốc vào ly nước. Lúc Hyo tìm tới thì bé phục vụ cho biết cả hai vừa rời đi. Cô gái phải để bạn trai dìu ra ngoài vì rất yếu. Nghe vậy Hyo nhanh chóng đuổi theo, nhờ sự giúp sức của đội cảnh sát nên anh đã tìm thấy hắn. Nhìn Ki-un bất động nên anh lo lắng bảo hắn ta dừng xe, nhưng hắn ta cố ý khiêu khích rồi tăng tốc. Hyo làm liều tăng tốc đuổi theo và chặn được đầu xe. Nhưng tên khốn ma quái lùi xe lại rồi lao đi. Hyo nhanh chân nhảy lên đầu xe. Sau một lúc giằng co, vì bị che khuất tầm nhìn nên hắn đã tông vào mấy chậu cây bên lề đường, làm Hyo té nhào xuống đường và bị thương. Thấy ô tô không nổ máy được nữa nên hắn ta đã bỏ chạy rồi quá giang xe khác, nhờ đưa về trung tâm thành phố. Nhưng không may cho hắn vì lại vào nhầm xe cảnh sát. Lúc này Hyo cố đi đến mở cửa xe và thấy tình trạng Ki-un rất nguy cấp nên nhờ mọi người gọi cấp cứu. Còn hai bà mẹ sau khi nhận được tin vội đến bệnh viện hỏi tìm bệnh nhân bị tai nạn giao thông mới được đưa vào. Khi nói tên bệnh nhân, cô điều dưỡng cho biết cả hai đang được cấp cứu nhưng chỉ bị thương nhẹ nên nói hai cô đừng lo lắng. Hai bà mẹ ngạc nhiên vì trùng hợp gặp lại nhau. Khi Hyo tỉnh lại, anh liền qua thăm Ki-un, nhưng vì cô còn ngủ nên anh không vào. Khi Ki-un thức giấc, cô cũng đã qua thăm anh. Rồi nhớ lại những lời của anh nói, nhìn em đau đớn, nhìn em khổ sở, anh thật sự tức giận, giờ mặc xác bản thân sẽ gặp chuyện gì. Lúc này Hyo cũng thức giấc, anh bảo cô đến nằm cạnh anh. Cô lo lắng và nghĩ anh rất đau, nhưng anh trấn an chỉ bị bong gân nên sẽ không sao. Khi biết hôm sau Ki-un sẽ xuất viện, nên anh bảo về trước chăm sóc cho Ho-vi. Khi anh ra viện sẽ cùng đi dạo. Rồi anh muốn cô xem một thứ, đó là quà anh tặng cho cô, nên cô rất thích. Rồi anh ngồi dậy đeo cho Ki-un. Sau đó Ki-un đến gặp bác sĩ và tâm sự, khi ở bên cô anh ấy sẽ lại đau đớn, không có gì tốt đẹp, làm bác sĩ cũng thấy bâng khuâng. Về nhà Ki-un đã dọn hết đồ đạc, tạm biệt các chị ở hội phụ nữ và nhờ chăm sóc Hyo rồi lên xe rời đi. Trong khi lúc này Hyo cũng được xuất viện, vui vẻ đi về vì nghĩ sắp gặp lại Ki-un. Nhưng anh bị sốc khi biết cô vừa mới chuyển đi, 3 giò 4 cẳng chạy 60 km/h mới đuổi kịp Ki-un. Anh muốn biết vì sao cô lại bỏ đi không một lời từ biệt, thì cô cho biết quá nhiều chuyện xảy ra khi ở bên nhau. Cô đã rất sợ khi bị Se-ho đánh, đến nỗi phải quỳ gối cầu xin hắn ta. Giờ sao có thể sống cuộc sống bình thường như thế này, gặp gỡ và yêu ai đó, đặc biệt là người biết rõ quá khứ đau buồn của cô. Ki-un muốn anh hãy hứa rằng sẽ sống tốt. Nhưng anh nói cô bỏ đi như thế thì sao anh sống tốt được. Cô không thể làm gì khác mà chỉ biết quay lưng bỏ đi. Hyo cố gọi theo,
anh sẽ sống như một tên nát rượu, sẽ đánh bất kể những người anh nhìn thấy, rồi túm lấy một người vừa va vào anh. Ki-un lo lắng chạy đến ngăn anh lại, khuyên anh đừng nổi nóng vì cô. Cô cũng sẽ tức giận nếu như anh bị thương. Sau đó Ki-un nhận ra hắn ta cũng là tội phạm, còn Hyo hét lên, anh yêu em. Rồi cả hai đã đắm đuối hôn nhau, mặc cho tên tội phạm vẫn còn ở ngay đó, nhưng Ki-un vẫn muốn dọn đồ về nhà mẹ một thời gian. Sau đó Hyo đã được phục chức. Trong lúc đang làm việc thì thời sự đưa tin, có nhiều cảnh sát đang dính đến vụ án của tội phạm Han Byu-hyun, còn U-jin cũng đã bình phục và làm việc trở lại. Về nhà Hyo nằm suy tư tâm sự cùng Ho-vi, cô ấy bỏ chúng ta đi rồi, em rủ anh uống rượu khi trời mưa. Dù anh ngủ chung, cùng nhau ăn mì vậy mà lại bỏ đi, bất chợt nghe thấy tiếng còi, anh phóng dậy lau nhanh ra cửa. Và đã nhìn thấy Ki-un yêu dấu kéo vali quay lại, cả hai nhìn nhau cười trong niềm vui hạnh phúc, dù cho sóng gió hay chuyện gì xảy ra, thì tình yêu sẽ vượt qua tất cả.